Ghi nhận không khí sôi động nhất miền Bắc dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay là Sapa, Lào Cai với ước tính khoảng 20.000 đến 30.000 lượt khách mỗi ngày. Tại đây, du khách check-in đỉnh Phan Xipang với khung cảnh lãng mạn của đồi hoa tím, thảm hoa dơn lúa phủ màu đỏ cam, trải nghiệm văn hóa độc đáo tại Bản Mây hay tham gia nghi thức thượng cờ trang trọng tại đỉnh Thiêng. Ngoài hoạt động vui chơi bên bờ biển, tham quan vịnh Hạ Long, thì tổ hợp Sun World Hạ Long là một điểm đến giải trí của nhiều gia đình với các trò chơi hiện đại. Dù không còn là mùa tắm biển, nhưng du khách vẫn đổ về Sầm Sơn rất đông. Ghi nhận lượng khách tập trung nhất là khu vực quảng trường biển Sầm Sơn với hệ thống 20 cây trang trí, hai đài phun nước trình diễn ánh sáng và nhạc nước hiện đại do Sun Group đầu tư kiến tạo. Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách vượt trội, sôi động nhất là đỉnh Bà Nà. Ngoài check-in với cây cầu vàng, thác thần mặt trời, khu du lịch còn đặc biệt hấp dẫn với màn trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực. Du khách còn được hóa thân thành quý tộc Pháp và thưởng thức ly vang tại hầm rượu Đề Bay 100 năm tuổi. Khu vực miền Nam tại đỉnh núi Bà, Tây Ninh, du khách không chỉ được tham quan vãn cảnh chùa Bà Linh Thiêng mà còn được thiết đãi chương trình nghệ thuật đậm nét văn hóa truyền thống. Phú Quốc cũng là điểm đến hấp dẫn với màn pháo hoa rực rỡ, thưởng thức show diễn Kiss the Stars, show công nghệ đa phương tiện kết hợp lửa, nước, ánh sáng laser, trải nghiệm con đường ẩm thực và giải trí đêm Sorrento.